Ngày hôm nay, tháng này là kỷ niệm 35 ngày cưới của anh chị mình. 35 một đoạn đường không hề quá dài nhưng không hề ngắn. Đó cả một chuỗi những hành trình. Và để được như ngày hôm nay thì anh chị mình cũng có rất nhiều cái khó khăn, cũng có nhiều cái trăn trở để mà thành đạt như ngày hôm nay. Thì trong ngày vui hôm nay thì hai em Hùng và Chi xin chúc anh chị là 100 năm hạnh phúc. Và không phải là 35 mà chúng ta sẽ phải gặp nhau 100 năm hạnh phúc. Và sau đây xin gửi đến tất cả anh chị bài hát Con Đường Xưa, anh Bính và chị Hải đã đi. Và chỉ còn em với anh.
chỉ một đêm trăng thanh, quán đêm được vắng tênh, chỉ còn em với anh. Một đêm trăng thanh, quán đêm được vắng tênh, chỉ còn em với anh.